Tại lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 do Bộ Công Thương tổ chức, đã có 172 doanh nghiệp cùng 325 sản phẩm được tôn vinh vì vai trò tiên phong dẫn dắt sản xuất công nghệ cao trong giai đoạn nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trong đó, hai sản phẩm, bộ giải mã tín hiệu truyền hình, bộ tích hợp truyền thông đa phương tiện Smartbox và thiết bị đầu cuối mạng viễn thông thế hệ mới iGate của VNPT Technology đã đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2022. Chia sẻ sau khi nhận giải, ông Tô Mạnh Cường, Tổng Giám đốc VNPT Technology khẳng định, việc tham gia chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam không chỉ giúp doanh nghiệp đánh giá toàn diện các hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và chiến lược xây dựng thương hiệu thông qua hệ thống tiêu chí của chương trình, mà còn khuyến khích các doanh nghiệp chia sẻ và theo đuổi các giá trị cốt lõi của chương trình, đó là chất lượng đổi mới, sáng tạo năng lực tiên phong. Được biết, VNPT Technology hiện đã xây dựng tầm nhìn thương hiệu, lời hứa thương hiệu, chiến lược định vị thương hiệu, biện pháp bảo vệ thương hiệu rất chi tiết cho hai sản phẩm đạt chứng nhận lần này.